cây cầu thang quá rồi chứ. Mày leo lên đi rồi dưới này mượn anh đây anh chuyền lên. Có ốc chưa nè, bắn cái lỗ ốc này nè, trước đi nè, 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 bắn cái lỗ ốc này trước đi. Cái miếng thiết đó cậy nó từ từ sửa sao. Gió lắm nha mọi người, lên cao, gió cao lắm nha mọi người. Cái xe con đi. Cá bắt cán hơi lên xiên cái hẹn rồi. Chủ yếu là dựng lên à. Rồi, dựng hai bên lên nha mọi người. Dựng xong rồi bắt đầu bắt thuyền giáo. Bắt thuyền giáo bây giờ mình giáo lên xiên nha mọi người. Nhà dựng lên càng cao thì gió nó càng nhiều nha mọi người. Đó, gió nhiều nên trần dây trần nó bẹt thôi nhiều nhiều nha mọi người. Ngoài tôn và gỗ nè, bạn quay vô vô với chồng nè ha. Giờ xem không, nhà cặp bên nó mọc lên là bờ phía ngoài không thấy nữa bạn. Không, bắn đi, bắn đi, bắn đi rồi. Đó.
Đúng không? Cái này được không?